Chào tất cả anh em đến với kênh BN Gamin. Thì như trong những video lần trước thì lần này mình sẽ hướng dẫn cho anh em một đội hình khá là hot trong phiên bản 10.9 lần này. Thì đây là một đội hình có thể nói là không quá phức tạp và cũng không khó đối với những anh em nào mà mới chơi. Thì những anh em nào mới chơi cũng có thể xây dựng đội hình được cái đội hình này nha. Thì đây là một trong những cái đội hình mà mình khá là ấn tượng đối với phiên bản 10.9. Nó dễ build mà không quá hiếm và nhân phẩm cũng không cần phải quá cao, nhưng mà cái sức mạnh của nó thì phải đáng để mà nói. Đây là đội hình đấu sĩ pháo thủ. Có thể nói tới đây thì nhiều anh em sẽ khá là quen thuộc với đội hình này, nhưng mà sức mạnh của đội hình này thì khá là mạnh, nó đứng trong top những đội hình mạnh trong cái phiên bản 10.9 lần này nha. Và số lượng tỷ lệ theo mình thấy thì số người chơi chơi đội hình này cũng không có quá nhiều. Và cái cách build của tướng này thì cũng đơn giản, cho nên mình hướng dẫn anh em. Những anh em nào mới chơi thì có thể sử dụng đội hình này để mà leo rank. Cơ bản ít nhất thì mình thấy cũng leo lên cỡ bạch kim đó. Thì thôi anh em thử đội hình này nha. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Thì đương nhiên tất nhiên đầu tiên chúng ta phải có 4 đấu sĩ chính trong cái đội hình này. Và giai đoạn đầu trận thì anh em sẽ gặp Mafia đầu tiên. Thì sẽ nhặt Mafia bỏ vào nha. Tiếp theo đó là Blitzrun. Và sau Blitzrun chắc chắn chỉ còn lại Vi và chó gác. Và chó gác thì tất nhiên tỷ lệ nó sẽ thấp hơn những tướng còn lại. Còn đối với anh em nào mà chỉ cần anh em lượm được Vi 2 sao trong giai đoạn đầu thì cũng đã gọi là rất là may mắn rồi. Và chó gác sẽ là con bài cuối cùng trong bộ tướng đấu sĩ của chúng ta. Đây, đây chính là bộ 4 tướng đấu sĩ đầu tiên nha anh em. Đây đấu sĩ đây. Tiếp theo là pháo thủ. Thì đối với bên pháo thủ thì những quân bài đầu tiên anh em có thể chọn là Gravet. Gravet là một trong những quân bài dự bị cho anh em sau này, bởi vì sau này thì chúng ta sẽ thay Gravet bằng Mid Fortune, vì Mid Fortune giai đoạn cuối trận nó sẽ mạnh hơn. Còn anh em nào mà nhân phẩm tốt mà bắt được Gravet 3 sao từ những giai đoạn đầu tiên thì anh em có thể giữ lại, bởi vì 3 sao thì nó cũng đáng để mà chúng ta giữ lại đúng không. Sau Gravet chính là Lucian. Lucian là một tướng 2 tiền, nhưng có thể nói là nó được xếp vào hạng A, có nghĩa là chỉ sau hạng S, và Lucian được đánh giá rất là cao cho dù nó chỉ là tướng 2 tiền nha anh em. Và sau Lucian chắc chắn là Ezreal. Ezreal là một quân bài cũng 3 tiền, nhưng trong đội hình này thì chúng ta sẽ cân nhắc nhiều hơn, và cách lên đồ chủ yếu là cho Zenith nha anh em. Đội hình này sẽ phụ thuộc nhiều vào Zenith, cho nên mọi thứ tốt đẹp nhất, mọi những cái đồ đạt mà hấp dẫn nhất thì anh em sẽ cho Zenith. Và cách lên đồ như thế nào thì từ từ mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Thì đây là chúng ta đang ở cấp 8 thì đội hình nó sẽ như thế này. Tất nhiên là giai đoạn đầu trận nó sẽ không được như anh em mong muốn. Anh em có thể thế đầu trận những quân bài như bên tiên phong và pháo thủ. Thì tiên phong thì anh em có thể bỏ như là Bobby, Mordekaiser vào hoặc là dây. Thì sau khi đội hình bên để mà mình cầm cự đầu trận thôi. Nhưng mà khi mà đã có đội hình đấu sĩ thì anh em có thể quăng những quân bài đó ra. Và giai đoạn đầu trận anh em có thể lên đồ cho Gravet. Thì sau đó thì chúng ta sẽ bỏ Gravet ra và bỏ đồ vào cho Mid Fortune. Chính vì thế cho nên quân bài cuối cùng mà chúng ta lấy đối với đội hình này chính là quân bài Mid Fortune nha anh em. Đây. Thì đối với bàn cờ này thì chúng ta sẽ xếp như sau. Hay là Blitz. Zenith ở đây. Thì trường hợp bên kia có Blitz thì nó sẽ bắt Blitz của mình, nó sẽ để lại Zenith. Vì Zenith đối với chúng ta là Zenith là một quân bài chủ chốt. Mid Fortune chúng ta sẽ để đây, Ezreal sẽ để góc bên này nha anh em. Đây. Ok. Đây là cách sắp xếp. Thì chắc chắn sau khi Mid Fortune vào, Gravet sẽ bị loại ra khỏi cái bàn cờ này. Ok, mình cũng bỏ ra luôn. Trường hợp anh em nào có Gravet 3 sao và cảm thấy nó mạnh thì chúng ta để lại. Và nếu lên được cấp 9 nữa thì anh em bỏ Mid Fortune vào, hoặc là may mắn hơn thì chúng ta có sẻn. Thì chắc chắn đội hình của anh em khá là ok. Trong trường hợp anh em nhân phẩm tốt, nhưng mà đối với đội hình này thì mình thấy không cần phải nhân phẩm tốt đâu, bởi vì nó khá là dễ build. Có bài sẵn trong người anh em cứ nghĩ về đội hình này là chắc chắn nó sẽ ra, nhưng mà giai đoạn đầu trận chúng ta ráng cầm cự lại máu thì giai đoạn sau này khá là ok. Ok, tiếp theo chính là cách build đồ. Thì như mình đã nói, đây là một bàn cờ với cái quân cờ chủ chốt ở đây là Zenith và Mid Fortune. Đầu tiên nếu anh em nào mà nhân phẩm tốt ở giai đoạn đầu mà anh em đã kiếm được Zenith thì build đồ thẳng cho Zenith luôn, không cần phải suy nghĩ. Đồ ở đây có hai món đồ chính cho Zenith trong beta này, đó là bùa đỏ là một, tiếp theo đó là gì khổng lồ nha anh em.
Đây chính là hai món đồ chủ chốt. Còn món đồ thứ ba thì anh em có thể sáng tạo phức tạp lên chút, có thể chống chịu thêm giác thiên thần hoặc là cuồng cung. Ở đây thì mình chọn cuồng cung vì cái độ sát thương của nó cũng khá là cao. Thì đối với diệt khổng lồ tăng tỷ lệ chí mạng, thì đối với cái bùa đỏ này thì sẽ nhiều anh em thắc mắc tại sao nó lại lên cái đồ này trong khi đồ đam nó không có. Nhưng không phải vậy nha anh em. Một là tăng sức chống chịu cho Zenith, hai là cái bùa đỏ này nội tại nó rất là mạnh, đó là nó làm kiểu như là cháy như cái bùa đỏ trong liên minh huyền thoại bên Summerit vậy anh em à. Đó thì nó khá là mạnh. Và cái beta này thì đồ nó phải như vậy thì nó mới hoàn thiện được. Cuối cùng là Mid Fortune. Đối với Mid Fortune thì có hai món đồ cần thiết nhất, đó là bốn phù thủy và quyền trường đại thiên sứ. Đây là hai món đồ tạo nên tên tuổi của Mid Fortune, chắc chắn anh em nào ở đây cũng đã biết rồi. Ok, còn anh em nào mà có đồ nhiều nữa như vào cái vũ trụ mà kho báu á, thì anh em có thể bỏ thêm cái giáp thiên thần vào thì làm cho cái con Mid Fortune này nó chống cự lâu hơn thôi. Bởi vì cơ bản là đội hình này chúng ta chỉ phụ thuộc vào Zenith và Mid Fortune là nhiều nhất. Còn đối với những tướng đấu sĩ thì sao? Đúng là pháo thủ sẽ gánh trong cái team này, nhưng đấu sĩ cũng kém không kém phần quan trọng, đó là về nhất là chó gắt. Anh em nào mà nhân phẩm 3 sao kẻ chó gắt luôn á thì thôi, anh em không cần nhìn lại Zenith và Mid Fortune. Bởi vì chó gắt mà 3 sao thì khỏi phải nói rồi, cứ mũ phù thủy với quyền trượng và thêm một độ chống chịu nữa là anh em làm tới thôi. Còn đối với riêng mình, trong video mà mình đã để bên cạnh đây, mình đã thí nghiệm đây, thì mình nhân phẩm không tốt, ban đầu thì mình phải dùng cái đội hình tiên phong, cho nên lúc sau thì không thể nào build được chó gắt lên kịp 2 sao, về sau này mới được 2 sao. Cho nên mình dùng đồ cho vi. Thì anh em có thể lên, nói chung là ở cái đội hình đằng trước đây á, thì anh em cứ lên những cái đồ chống chịu như là giáp gai nè, hoặc là giáp máu nè, rồi phát kiếm, giáp thiên thần, rồi đại khái là vậy. Thì anh em cứ tùy cơ mà ứng biến, biết đâu Mapa lên 3 sao trước hay là vi con nào đó mà mạnh nhất, châu bò nhất trong cái đội hình này thì anh em cứ bỏ đồ cho nó trước. Còn như mình đã nói thì tất nhiên là nếu có đồ phù hợp cho chó gáp thì anh em cứ cho chó gáp trước. Còn đối với đấu sĩ ở trên thì đội hình này mình vẫn thiên về cái tuổi pháo thủ hơn, đó là Zenith và Mid Fortune thì nó sẽ mạnh hơn. Vì trước giờ mình chơi chủ yếu hai con AD này nha anh em. Ok, còn anh em có thể sáng tạo thêm, đó là ví dụ như cho Ezreal hay là bỏ đồ cho chó gáp gì đó, thì là cách sáng tạo. Còn đối với mình thì như video bên cạnh đây anh em cũng có thấy là mình chỉ chơi hai con này là chính. Đối với đội hình này mình đã kiểm chứng cho nên anh em có thể xem video bên cạnh đây. Thì cái sức tàn phá của nó như thế nào thì anh em có thể xem và tham khảo thêm có thật sự thích đội hình này hay không rồi mang vào chiến thôi. Ok, video của mình tới đây cũng kết thúc. Thì anh em nào có góp ý hay thắc mắc gì có thể để lại dưới comment hoặc là tham gia vào group, link mình để dưới phần mô tả. Và anh em nào quan tâm đến tốc chiến cũng như đấu trường chân lý mobile và đấu trường chân lý trên PC có thể like và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức cũng như đội hình mới nhất từ các loại game này. Ok, cảm ơn và tạm biệt anh em.